Thôi rồi, anh chào Hoan nhé. Chỗ này là bị đổ đêm qua à? Ôi, đổ à. Chỗ này là mấy hôm nữa chắc chắn là sẽ phải làm lại rồi cô bác ạ. Xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới, chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại nhận được một phần quà chia sẻ tới cho em Hoan là sóng biệt lập cô bác ạ. Và hôm nay thì cháu Lực lên thì cũng có là gửi cái phần quà của bà Hiệu ở Tây Hồ, Hà Nội là chia sẻ cho em Hoan và là có nhờ anh nickname là Quang Hà là chuyển cho cháu Lực là 1 triệu đồng. Và trong 1 triệu này thì là mua gạo này, nhu yếu phẩm cho em Hoan cô bác. Cái thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng nhận được là cái khoản của bà Hiệu ở Tây Hồ Hà Nội thì cũng được đâu đó là tầm hơn 1 tuần rồi cô bác. Hơn 1 tuần rồi đấy, tuy nhiên là 1 tuần qua thì cháu Lực có bận là chưa có lên được ra nhà của em Hoan đấy, đến ngày hôm nay thì cháu Lực mới gửi được phần quà của bà Hội tới cho em Hoan, thì rất là mong là bà sẽ thông cảm cho cháu Lực cô bác nhé. Và ở đầu video thì xin thay mặt là em Hoan gửi một lời cảm ơn tới bà Hội, chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hôm nay lên thì cháu Lực cũng mua được là một số đồ là nhu yếu phẩm rồi đấy, cho nên là cháu Lực, tuy nhiên là cháu Lực là chưa mua hết đâu cô bác ạ. Ở đây là cháu Lực chỉ có mua hết là 500 ngàn thôi, là mua những thứ mà em Hoan là cần thiết nhất. Đây còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi xuống gửi cái phần quà của bà Hội tới cho em Hoan cô bác nhé. Đây con đường đi xuống nhà em Hoan thì qua một khe suối cô bác ạ. Đây qua một khe suối, phải nói là con suối này nếu mà không có trời mưa nhiều ấy là nước chảy rất là bé cô bác. Đây tuy nhiên là trong thời gian vừa rồi thì mưa rất là lớn cô bác ạ. Mưa rất là lớn và kèm theo đó là còn kéo dài ngày nữa. Thành ra là cô bác nhìn thấy là những cái chỗ nào mà những cái cỏ mà nó bị đổ đấy là nước là chảy qua đấy hết cô bác ạ. Hôm qua thì cháu Lực có nhận được một cuộc điện thoại từ em Hoan có nói với cháu Lực rằng là nói rằng là nhà bị sập cô bác ạ. Đường đi vào nhà em Hoan thì phải nói là chỉ có một mình em Hoan đi thôi, thành ra là rất là rậm rạp cô bác ạ. Hoan thì đợt trước là cháu Lực cũng có mua điện thoại cho thành ra là khi mà có chuyện gì là em là gọi cho cháu Lực luôn. Đây thì ra bên này thì thấy là em ấy khóa cửa rồi cô bác ạ. Hình như là em Hoan lại ở phía bên này. Ôi. Rồi anh chào Hoan nhé. Đây Hoan chào các ông các bà đi. Con chào các ông các bà, các cô, các chú ạ. Thế là hôm qua là chỗ này là bị sạt à Hoan? Vâng ạ. Lúc mà em điện cho anh đấy à? Vâng. Hôm qua thì anh Trình có lên không? Có. Anh Trình là có lên rồi à? Vâng. Chỗ này là đang làm gì đây? Đang hót cát à? Thế Hoan cầm cái này đi vào để trong nhà một tí đã. Đây có chìa khóa vào nhà không? Mất. Chìa khóa bị mất á? Chìa khóa bị rơi à? Vâng. Thế cầm cái này đi vào nhà đã đây. Cầm. Cầm nặng nhá, cầm ạ. Thế chìa khóa bị rơi lâu chưa? Thế sáng hay là sáng nay mới rơi? Sáng nay là mới rơi à? Đấy, cứ để đây đã, đấy một tí nữa, đấy xong. Đi vào xem chỗ bên này đã, ôi dồi ôi. Bị đổ, chỗ này là bị đổ đêm qua à? Cái phần tường, phần chỉnh tường này cô bác này. Đợt nọ mà cháu Lực lên chia sẻ đấy là nhìn thấy là nó đã bị vẹo. Nó đã bị vẹo rất là nhiều rồi, chỉ cần là một cái cơn mưa lớn hay là một cái cơn gió thôi là khiến là bị đổ luôn.
Những cái phần bên này thì có vẻ là hôm qua bạn trình lên thì bạn ấy cũng bảo em Hoan là đắp vào để cho tránh là không cho bị ấy, không cho nó bị sạt nữa. Những cái chỗ này Hoan phải đào cái Hoan ạ. Cái này em phải đào ránh cho nó rộng ra một tí nhá. Kiểu là mưa đến là nó lại ngập hết lên trên này này. Bây giờ là sửa cái này để làm đường đi à? Để làm đường đi vào đây à? Chỗ này thì chắc là hôm qua lên là anh Trình lên làm cho ở chỗ này ấy. Thế là bây giờ là chìa khóa là mất rồi thì thành ra là đi vào lối này à? Thế là đây để anh cùng Hoan sửa một tí đã, xong là lấy cái con lấy đường để đi vào đó. Có hai cuốc không? Không. Có một cái cuốc này à? Nào ra đây để anh hộ một tí cho. Ở nhà có cái xà beng gì không? Không. Không có á? Chỉ có một nguyên cuốc. Có một người cuốc đấy á? Vâng. Thế là bây giờ là hót chỗ này ra xong rồi lấy đường đi vào đúng không? Vâng. Chỗ này là mấy hôm nữa chắc chắn là sẽ phải làm lại rồi cô bác ạ. Hôm qua thì là anh Trình lên là chắc là cũng chỉ làm mà tạm cho thôi đúng không? Vâng. Rồi. May là không có đổ là hướng đi vào nhà đấy cô bác ạ. Nếu mà đổ hướng đi vào nhà là phải nói là còn là mệt hơn nữa. Nó đổ hướng đi vào nhà là những cái cột này này cô bác này. Cái cột này là nó sẽ bị đổ theo luôn. Làm gì bên đấy đấy Hoan? À lấy ở đấy có mình cuốc à? Đấy, chỉ có một mình em Hoan là ở thôi cô bác. Thành ra là rất là nguy hiểm. Cuốc đấy là cuốc nhỏ thôi nhỉ? Dạ. Anh đeo cho Hoan cái này này. Dạ. Thế là bây giờ là cuốc từ bên này ra đúng không? Vâng. Thế là làm phải cái hướng đúng không? Vâng. Chìa khóa thì rơi lâu chưa? Sáng nay. Sáng nay mới rơi à? Vâng. Rơi đâu không biết à? Vâng. Em đi tìm người không thấy. Đi tìm người không thấy á? Vâng. Đó là cái đất à? Đất là chỉnh tường của bác này, nó rất là cứng đấy, nhưng mà cũng làm lâu quá rồi, thành ra là cái chân nó bị yếu. Chân nó bị yếu đi. Đây là bây giờ chỗ này làm cửa đúng không? Vâng. Cái kiểu ổ khóa này bao giờ anh mua lên cho ổ mới thì khóa nhá. Vâng. Nếu mà tìm thấy thì điện cho anh nhá. Vâng. Chắc phải cuốc từ chỗ này đi em Hoan nhỉ? Dạ. Để làm một cái con đường đấy. Vừa rồi thì theo như Hoan có nói với cháu Lực cô bác ạ, rằng là cái phần cửa bên này là cái ổ khóa của em là sáng nay là bị rơi rồi, thành ra là em ấy không có phá nữa, cứ để như thế này đã. Còn ra hướng bên này thì là hôm qua thì bạn trình lên thì bạn cũng làm lại cho em một chút đấy, tuy nhiên là bây giờ chỉ có làm tạm như thế này thôi cô bác ạ. Có lẽ là lần sau thì sẽ cháu Lực sẽ cùng với bạn Trình là điện cho nhau xem là hỏi xem là nếu mà bạn ấy mua bạt lên thì cháu Lực sẽ không mua nữa, còn nếu mà bạn ấy chưa mua thì cháu Lực sẽ mua bạt lên để mà quay lại cái chỗ này cho em một chút, hoặc là dùng những cái tấm ván gỗ này để mà quay lại cho em ấy. Có vẻ như là sau một cái thời gian vừa rồi mưa dài ngày quá cô bác thì cái phần tường ở bên này thì đã không trụ được nữa rồi đấy. Còn là phải nói là rất là may cô bác nhá, rất là may là ở phần tường bên này là không bị đổ đấy, chứ không là đêm em ấy đang ngủ là đổ xuống thì phải nói là chạy không kịp luôn rồi. Cuốc từ đến cái đoạn này đi thôi chứ Hoan nhỉ, từ cái tảng này đi thôi nhá. Còn bên này thì là bây giờ thì tạm thời là kệ nó đã.
Cái dánh này là hôm qua là em cũng mới làm xong rồi à? Rồi. Anh đeo cho Hoàng cái này này. Bây giờ này thì chắc là nó không chảy được nước, không chảy được nước vào nhà đâu nhỉ? Vâng. Để hót cho đây. Hót một tí nữa mình hót ra đất vào đây nhá. Vâng. Hót cho nó đầy đầy ở chỗ này các. Vâng. Anh Hoan cứ cùng anh ra là bập bập cho nó ra đi. Cũng cho nó ra đấy. Đấy. Bây giờ mình cứ sửa đá rồi xong là một tí nữa là tính một tí nữa xong. Hôm nay nó cũng là cái nó lấp lấp ở chỗ khu này hết nha. Vâng. Nó được cao lên thì có. Nếu nó không phải được vào xong là hết. To đấy có sợ không, ngủ trong nhà ấy? Có. Có à? Vâng. Một mình em ấy thôi, cho nên phải nói là năm nay mới có. Năm nay được 11 tuổi rồi nhỉ? Vâng. Năm nay 11 tuổi đâu. Giờ anh cùng Hoan là cuốc cái chỗ này ra xong là lấy cái đường đi là được rồi. Thế là vừa rồi là một mình là định cuốc cái này để làm đường đi à? Vâng. Hôm nay đi tận đâu? Đi nhà ai ở trên này đúng không? Dạ. Nhà thế này thì là nhà nhà ai? Nhà chú. Nhà chú à? Vâng. Thế là bà là ở với ai? Bà ở với chú. Bà ở với chú thì có phải ở trên này không? Phải. Phải à? Phải. Thế tối hôm nọ mà như thế thì có trốn đi sang nhà chú để ngủ không? Không. Không á? Vâng, em trốn ở trong chăn ngủ. Trốn ở trong chăn? Vâng. Cái này lấy cái cuốc ở đây. Cuốc này nó cứng hơn đấy. Xong rồi một tí nữa để anh ấy hót đi. Cuốc xuống đây. Bây giờ để anh ấy hót cái chỗ này cho nó thấp thấp vậy là được. Thế nào? Mình hót cho nó bằng bằng thôi, mình hót quá được một tí nữa. Mọc hết rồi. Khoan rồi cái cúc to này một tí. Cái chỗ tấm này là lúc nào mà mưa ra là nó bị lung lay à? Vâng. Khoan bây giờ cào chỗ ở bên này nữa là được rồi Hoan ạ. Còn ở phần phía bên này thì là nó bị đổ như thế này thì là cứ kệ nó để đây đã, để cho nó ngăn cái nước chảy từ đằng sau xuống.
phải nói là cực kỳ là may của bác, cực kỳ là may là nó còn không có đổ vào đi vào trong nhà đấy. Nếu mà đổ vào trong nhà thì là còn nguy hiểm hơn. Đấy, nhất là cái hướng của em ấy ngủ ấy. Một tí nữa thì cháu được sửa xong thì cùng em ấy cuốc chỗ này xong thì sẽ đi ra bên đầu nhà để xem là cái chỗ em ấy ngủ là sẽ nguy cơ là bị sạt không. Nếu mà nguy cơ bị sạt thì sẽ để em ra ngủ ở chỗ khác của bác ạ. Mệt chưa? Mệt à? Rồi, mệt thì từ từ để anh làm cùng cho. Nào, để anh đánh cái bập xuống nhá. Đấy. Vậy bây giờ thì đang làm thì cháu Lực chưa có hỏi em xem là mấy giờ sập ấy, để một tí nữa khi mà hai anh em làm xong thì cháu Lực sẽ hỏi em thêm. Phải nói là Hoan là năm nay mới có 11 tuổi thôi nhưng mà em ấy rất là can đảm. Hót anh hót để chỗ đấy nhá. Từ từ bây giờ cuốc cái xuống này cho nó cao lên thì nước nó không chảy xuống Hoan ạ. Phải xem cái chỗ cái máng này. Em ném nó xuống đi bây giờ ấy. Ném nó xuống. Cái này là cây trống ấy này à? Để làm cửa đi vào à đúng không? Lấy cái cuốc kia cho anh mượn tí. Anh cuốc cái này xuống. Ủa. Vào trong thì rất là cứng vào trong ấy. Đây, bây giờ Hoan đi cái hướng vào cửa xong rồi Hoan đi xem là cái rãnh nước nào chỗ nào mà cần thông ấy thì là Hoan đi hót luôn nhá. Dạ. Chắc là từ tối hôm qua đến giờ là nó cũng đáp rồi đấy. Xem chỗ nào là nó bị thấp quá thì hót nó đi. Vâng. Hôm qua đây là em tự làm rồi à? Vâng. Anh chỉ làm đúng không? Vâng. Đấy, chỗ này cao quá rồi. Chỗ trước mặt của Hoan nó cao quá. Hót nó đi. Hót đi, đừng để nó thấp quá nhé. Không phải tí nữa. Tí là nó bị đụng lại, đọng lại ở đây đấy. Ở phần phía bên kia cái Hoan ạ. Hoan đi xem là bên này xem là có chỗ nào bị tắc không, nếu bị chỗ nào mà thấp quá thì ấy nhá. Hôm qua là chỗ này là em cũng lấp rồi à? Rồi thế xem là chỗ nào cao quá thì lấp nhá. Nó bị thấp quá ai? Ở đây thì là nhìn thấy là cô bác này, tường là bị nứt rồi đây này. Đấy, tường là bị nứt rồi, nguy cơ là chỗ bên này là cũng bị sập đấy. Chỗ chân của em là cuốc nó thấp xuống ấy. Đã là được rồi. Này là hôm qua là vừa mới cuốc rồi đúng không? Vâng. Hôm qua là vừa mới cuốc là xem là cái chỗ nào mà nó
là còn động lại đấy. Ở đây thì chắc là hôm qua là bạn trình lên thì bạn ấy hộ em là làm thôi. Này là có phải là vườn của em không? Có à? Đây là em trồng khoai lang à? Cái khoai lang này thì là em trồng để làm gì? Ăn. Khoai lang này là trồng để ăn à? Vâng ạ. À, là để xào ăn đúng không? Vâng. Để nấu canh nữa. Thấy ra phía chỗ ngủ của em là bên này đúng không? Vâng. Ôi chỗ này bị nứt rồi Hoan. Vâng. Thấy là ở phần trình tường đó các bác ạ. Là hình như là trước là ngày xưa là bố của Hoan là còn ở phần trong ấy. Là coi như là như kiểu là dùng tre thay bằng sắt ấy các bác ạ. Đây, chỗ bên này thì đã bị nứt rất là nhiều rồi. Thì sợ rằng là chỗ này là bị đổ nữa thôi. Thử ra bên góc bên này xem là nó có bị nghiêng không. Nếu mà nó bị nghiêng là dẫn đến là bị đổ. Ôi ôi. Cái chỗ này là nghiêng đi vào trong nhà rồi. Ôi chỗ này thì nguy cơ là bị là cũng sợ là bị sạt đấy. Nếu mà bị sạt là nguy cơ là như thế này, là nếu mà mưa mà kéo dài cô bác ạ, kéo dài thì sẽ để Hoan là đi ra ngủ ở chỗ khác thôi, chứ không thể là ngủ chỗ này nữa. Tại vì là cháu được nhìn thấy là bị vẹo rất là nhiều này. Nhà của em thì phải nói là cực kỳ là xuống cấp luôn cô bác. Sau cái trận mưa vừa rồi thì là chỉ là mưa thôi cô bác nhé, chưa có báo ấy. Nếu mà còn có báo là sẽ diễn là ngôi nhà nó sẽ bị đổ ấy. Anh em mình đi rửa chân đi. Một hoàn cảnh phải nói là rất là đặc biệt cô bác ạ, và rất là éo le nữa. Mà trong khi đó là em còn sống một mình nữa cô bác nhá. Bà thì là ở với chú. Đi ra kia rửa chân đấy. Lấy cả cuốc đi rửa đi. Cuốc nó dính đất thì sau này hỏng ấy. Thế là Hoan tắm rửa là giặt quần áo là ra đây giặt à? Có phải không? Vâng. Cái giặt quần áo này kia là tắm rửa này kia là đều ra đây tắm nước. Vâng. Nước mà em nấu cơm thì là lấy đâu về? Đi nhà chú bên kia. Đi nhà chú để xách về à? Vâng. Cái chìa khóa này là bị mất hả Hoan? Vâng. Tí em thử đi tìm lại xem là có không nhá. Vâng. Nếu mà có thì là bảo anh nhá. Vâng. Nếu mà không có thì là bảo anh xem là không có để anh biết mua vào nhá. Vâng. Đó này, tìm nhá. Vâng. Không biết xem đâu. Ở phần bên này là chỉ có đổ là một nửa thôi các bác ạ. Một nửa thôi, là chưa đến chưa gọi là cả một bức tường cả. Đấy, Hoan lấy cái phần quà cái ra đây Hoan. Đấy,
Đấy, để kia. Ơi đây, đây có phải chìa khóa không? À không. Không phải nhỉ. Dây này là dây khoan treo điện thoại. Hôm qua anh điện cho Hoan ấy thì là Hoan nói rằng là một số đồ là hết rồi. Thành ra là anh lại mua lên cho Hoan nhé. Vâng. Trước khi mà đi vào là mua cái gì thì là anh nói với Hoan là có bác nào gửi cho Hoan để mua nhé. Vâng. Là có bà nào nhé. Vâng. Là được bà Hiệu. Bà Hiệu. Bà Hiệu là ở Tây Hồ, Hà Nội. Là có chia sẻ cho em là 1 triệu đồng à. Và trong cái khoản 1 triệu này thì là sẽ để mua gạo này với lại những đồ nhu yếu phẩm cho em à. Hôm qua thì anh điện cho Hoan là Hoan nói rằng là gạo là vẫn còn đúng không? Vâng à. Gạo là vẫn còn nên là anh hỏi Hoan là những cái đồ gì hết và những cái đồ gì cần thì anh mua lên cho Hoan nhá. Vâng à. Hoan đã gửi một lời cảm ơn tới bà nhá. Vâng à. Nhìn ra kia. Con cảm ơn bà đã gửi cho con một món quà rất nhớ. Con chúc bà có được nhiều sức khỏe và tình yêu may mắn và thua công việc trong cuộc sống. Hoan thì là một cái cậu bé mà nhìn vào khuôn mặt là rất là hiền lành của bác ạ. Thì Tuấn Lực cũng xin thay mặt là em Hoan gửi một lời cảm ơn tới bà và chúc bà cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cái phần quà của bà thì là anh đã nhận được là gần một tuần rồi. Đấy, thì đến hôm nay thì anh mới ra là anh gửi cho em được. Đấy, tuy nhiên là hôm nay là anh mua hết là có 500.000 thôi. Đấy, còn 500.000 để lần sau anh ra thì anh tiếp tục là mua cho nhá. Lúc nào mà Hoan cảm thấy cần cái gì thì là Hoan cứ điện cho anh nhá. Điện cho anh để anh mua cho Hoan nhá. Đấy. Cái túi bóng này có giữ lại không? Có. Giữ lại nhá. Vâng. Thì anh sẽ không lấy cáp nữa. Và những cái túi bóng như này thì khi mà cũng đôi khi là rất là cần thiết cho các em của bác ạ. Các em có thể là đựng đồ gì hay là đựng cái gì nữa chẳng hạn. Hoan thì sắp đi học rồi đúng không? Vâng. 15 ngày nữa là Hoan lại tiếp tục là đi học rồi. Anh hỏi Hoan xem là Hoan là cần cái thứ gì nhất ấy, thì anh mua cho Hoan một con dao này. Đấy. Con dao, một chai dầu gội đầu này. Và một cái bình này là bình xịt. Em bảo là nhà em có kiến mà có dán nhiều đúng không? Vâng. Thì anh mua cái này để mà xịt cho Hoan nhé. Vâng. Hoan xịt vào những cái chân tường này nhé. Vâng. Những cái chân tường cũng nào mà có kiến nhiều đấy. Thì mà tí nữa anh sẽ gửi cho Hoan là thêm là khẩu trang nữa nhé. Vâng. Anh mua là Hoan ở hết mì chính, anh mua cho Hoan thêm mì chính này. Thêm là sữa này. Đấy. Sữa này thì để Hoan uống nhé. Vâng. Hoan uống một hộp trước nhé. Vâng. Hoan thì nói là nhìn bị còi rồi cô bác ạ. Đây, đây, Hoan. Vâng. Đợt trước là anh vào thì thấy là Hoan là bảo là thích uống sữa Fami đúng không? Vâng. Cho nên là anh mua sữa Fami là cho Hoan. Lúc nào mà đi đâu làm gì về mệt ấy, thì là uống một lọ nhá. Vâng. Mời con các bà uống nè. Mời con các bà các cô các chú. Đợt sau là ăn uống cái gì nếu mà anh ghi hình ấy, là phải biết mời con các bà nhá. Vâng. Tại vì là những lúc mà em đang ăn uống như này thì các ông các bà là đều nhìn thấy hết. Vâng. Rồi. Và thêm là mua một thùng mì tôm nữa này. Thùng mì tôm này thì và lúc nào mà em đi làm cái gì đấy là cũng đói về là ăn nhá. Vâng. Một mì tôm thì là một cái món mà phải nói là hầu như là rất là đa dạng trên vùng cao của bác ạ. Và đặc biệt là trẻ vùng cao là rất là thích ăn mì tôm. Còn anh mua cho Hoan thêm một lọ sữa ống thọ nhá. Vâng. Cái lọ này thì để một tí nữa lúc nào mà em khát nước ấy cần uống đấy là đục ra hai lố nhá. Vâng. Là để pha với lại nước ấm nhá. Vâng. Để uống nhá. Vâng. Lúc mà như kiểu là mình sắp mình đi mình dính mưa về chẳng hạn nhá. Vâng. Uống một ly sữa nóng thì nó sẽ giúp cho cơ thể của mình là nó có sức đề kháng hơn. Vâng. Rồi. Mua thêm là một viên đá mài nữa để cho em Hoan là em ấy mài dao. Cái bóng là anh để đây cho Hoan nhá. Vâng. Và đây là những cái đồ mà nhu yếu phẩm mà Chấn Lực mua cho em Hoan của bác ạ.
mua cả gạo nữa đấy, nhưng mà gạo thì là nhà của Hoan là còn là cháu Đức là chưa mua lên cho. Lúc nào mà cháu Đức tiếp tục là vào thì cháu Đức sẽ mua cho Hoan sau. Và Hoan thì là cũng được là bác nickname là Minh Lập và tên bác là bác Quang là ở bên Mỹ. Bác có gửi tặng cho em Hoan là một cái điện thoại rồi, cho nên là những lúc mà em Hoan cần cái gì ấy thì là có thể là điện cho cháu Lực hoặc là bạn Trình hay là anh chị Quyền Nhiệt đó để mà giúp đỡ em. Ví dụ như là hôm qua thì là lúc đầu thì là Hoan là điện cho cháu Lực nói rằng là anh ơi, nhà em là bị sập rồi thì cũng hỏi Hoan là bị sập ở chỗ nào, thì Hoan bảo là bị sập ở cái góc mà bên phía tay về biến bên phải nhà của em Hoan của bác ạ. Thì bạn Trình lên rồi thì cháu Lực còn đang bận một việc ấy cô bác, thì cháu Lực lại không có lên nữa. Tại vì đến hôm nay thì cháu Lực mới lên xem là nhà cửa của em như thế nào, nhưng mà rất là may là không có bị sạt ở phần phía đằng sau lưng của cháu Lực đang ngồi này cô bác này. Đấy, nhưng mà nguy cơ là sẽ bị sạt rồi. Cháu Lực nhìn thấy là nó bị cái tường trình tường của nó bị vẹo vẹo rồi đấy cô bác. Đấy, quay trở lại mà cái câu chuyện mà cháu Lực mua đồ đấy cô bác, là chai dầu gội đầu này thì là mua là hết là 170.000 đúng không bác ạ. Thực sự ra thì là ở trên xá thì những một số đồ thì người ta bán rất là đắt, và đặc biệt là cái khoảng thời gian mưa báo như này, xe cộ người ta không lên được, thành ra là người ta lại nâng giá lên ra một chút các bác. Đấy, là mua một gói mì chính là mua gói to là hết là 60.000. Mua một lọ sữa ông Thọ cho em Hoan để mà lúc mà em Hoan đi dầm mưa chẳng hạn, lúc mà em đi làm thuê đấy, giờ mưa về thì có thể là pha một ly sữa nóng để mà uống, để mà có sức đề kháng, không cho bị ốm, là 30.000. Và mua một thùng mì tôm là 90.000. Và mua một con dao để mà em Hoan là đi có thể là đi lấy củi này, đi chặt cái gì ấy. Đấy, đây là tùy em Hoan, là 60.000. Và mua thêm một cái đá mài dao cho em Hoan. Cái đá này thì là em cẩn thận nhá, đừng để làm nó gáy nhá. Nó rất là dễ gáy đấy. Đấy, là 60.000. À đâu, đá mài là 25.000, bác ra là 6.000. Và mua cho Hoàn là 2 dây sữa là 4.000. Và mua một cái bình xịt này. Bình xịt này thì phải nói là rất là hữu ích các bác nhé. Nó sẽ hơi mùi một chút thôi, nhưng mà một tí cho Lực sẽ gửi cho Hoan là khẩu trang để cho lúc nào mà Hoan đeo, lúc nào mà Hoan xịt ấy là Hoan đeo. Cái này thì là xịt, nhớ là xịt những cái nếu lúc mà em mà không ngủ nhá, xịt xong thì là đi ra ngoài nhá. Sữa ông hết chưa? Chưa ông hết à? Thì ông hết đi. Ông hết xong thì bên nội thiếu thì anh em hỏi một chút để nói chuyện. Đấy, thì là tổng hết đồ mà hôm nay cháu Lực mua cho em Hoan là hết là 500.000 các bác ạ. 500.000 thì là còn dư ra là 500.000 nữa, thì để đợt sau cháu Lực vào thì cháu Lực sẽ tiếp tục là mua cho Hoan. Hôm nay thì là gạo là vẫn còn đúng không? Vâng. Thì để lần sau nó mà hết thì là cứ điện cho anh như hôm qua nhé. Đấy, những cái đồ này là Hoan là cần thiết nhất rồi cô bác. Thì Hoan là điện cho Lực. Khi mà cháu Lực hỏi thì là em Hoan có bảo với cháu Lực. Đấy là những cái đồ mà vừa rồi cháu Lực vừa mua và cũng vừa thông qua rồi. Đấy thì Hoan thì cho anh hỏi là cái lúc mà mưa này, cái lúc mà bị sạt này thì em có biết không? Có. Có à? Vâng. Tầm độ là khoảng là mấy giờ? 10 giờ, 11 giờ. Tầm khoảng là 11 giờ. Vâng. 11 giờ đêm à? Vâng. Thế là lúc mà bị sạt thế này thì là em còn ngủ được không? Không. Không á? Vâng. Thế là em thức đến sáng luôn à? Vâng. Hả? Vâng. Thức đến sáng luôn? Vâng. Rồi. Tối hôm kia là bị sạt đúng không? Vâng. Tối hôm kia là bị sạt. Bây giờ là tạo thành như kiểu là một cái khoảng trống ngôi nhà rất là lớn đúng không bác? Nhìn như kiểu là trong là một cái ngôi nhà mà như kiểu là hoang vu, ai thích vào thì vào. Đấy. Hôm nọ thì cũng những cái đồ đạc như này mua xong ấy, hôm nọ anh mua hòm cho đấy thì là cất vào trong hòm nhá. Vâng. Trong hòm thì đã đầy chưa? Rồi. Đầy rồi á? Em để áo. À, là để quần áo à? Vâng. Xem là những cái nào mà cần thiết đấy. Ví dụ như chai dầu gội chẳng hạn nhá. Hay là lọ sứa này chẳng hạn, là có thể để được. Còn cái này thì đừng có để quần áo nhá. Vâng. Ba cái này thì đừng có để trong nhá. Vâng. Và cái này nữa. Như trời mưa rồi. Tại mưa rồi. Vâng. Thời tiết ngồi ngồi một lúc vừa rồi nắng, vừa rồi rất là nắng oi các bác nhá. Bây giờ lại tiếp tục là mưa rồi.
nói là mưa là các con tôm này là kêu rất là to. Cái này thì làm là khi nào mà đục xong ấy thì là em cắt một cái tép nhá, cắt một cái tép xong là để vào xong là đổ nước mà không cho kiến nó vào bâu được nhá. Cái này là bị sạt, cái này thì em cũng không có chạy đi vào nhà bác để ngủ à, à nhà chú để ngủ à? Vâng. Em một mình là khác ngủ ở nhà này à? Vâng, em chơi ở trong chăn ngủ đấy. Chơi ở trong chăn ngủ? Vâng. Nếu mà lúc nào mà cảm thấy là mưa quá nhá, mưa quá là chuyển tối ra đây để ngủ nhá. Vâng. Chỗ đằng sau của em này. Vâng. Tại vì là chỗ này là không có tường, không có thùng tường các bạn. Không có thùng tường cho nên là ngủ chỗ này thì có thể là an toàn rồi. Đấy, bây giờ thì Hoan là cất những cái đồ này đi nhá. Vâng. Chỗ nào mà cái dao thì có thể là để dưới bếp kia, còn là mấy cái này thì có thể để dưới bếp kia nhé. Vâng. Rồi. Vâng. Còn là phía bên này thì vừa rồi cháu Lực ở ngoài nhìn đấy cô bác ạ, rằng là đã bị vẹo rồi. Còn là nếu mà ở đây là đổ ấy, đổ ấy, thứ nhất là nếu mà để vào, đổ vào trong nhà thì chắc chắn là nó sẽ không đổ được, tại vì rằng là nó có cái cây cột này để mà che, những cây cột này để mà che, cho nên là nó chỉ có đổ là hướng ra bên ngoài thôi. Trước thì ở đây là chắc là cũng bị đổ một lần rồi, thành ra là chứ nhìn thấy là Hoan là Hoan thì là một mình em tự ở các bác ạ, thành ra là làm tạm bợ để mà ở thôi. Nói là rất là tội cho em Hoan và rất là nể cho Hoan nữa các bác ạ. Đấy, bây giờ thì trời lại tiếp tục là mưa rồi các bác ạ, đây này. Đấy. Cứ mưa suốt như thế này thành ra là ở trên vùng cao vào cái mùa này thì lở đá rất là nhiều các bác. Đấy, thì như thế này thì là ở nhà của hai ông cháu ấy, thì cháu Lực mới tạm dừng và tạm gác lại thêm một thời gian nữa thôi. Còn những cái chỗ này thì là vừa rồi cháu Lực cũng đã nói rồi, thì là sẽ để thêm vài hôm nữa sẽ để thêm là sẽ sửa sâu các bác ạ. Đấy, thứ nhất là dùng bạt để mà về làm, nhưng mà bạt thì chắc chắn sẽ không được lâu. Và thứ hai thì có thể là đi mua cái cây mua những tấm ván, mua tấm ván về để mà lập cho em lại hết cái chỗ này thôi. Vừa mưa vừa nắng các bác ạ, thấy thời tiết này ấy. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là không có bị đổ ở phần dưới chân tường đâu lắm các bác, bị đổ ở phần trên một chút này. Đấy, phần trên một chút này. Chỗ ngủ của em thì cũng rất là tạm bợ đâu các bác ạ, không có cũng không có gọi là làm được khang trang hay là gì cả. Điện này kia thì cũng đã bị là cắt hết rồi, là do là Hoan, thứ nhất là Hoan đi học và thứ hai thì không có dùng đến nữa. Thùng sứa trái cây này hết rồi à? Hoan là thích uống sứa trái cây nữa không? Có à? Thế lần sau thì lên thì anh mua sứa trái cây cho Hoan nhé. Đây, ở đây thì hầu như là những cái đồ đạc gia đình của em ấy là được từ lúc mà bên bạn Trình lên chia sẻ thì là mua lên cho đấy các bác, chứ không là cũng không có là cái đồ đạc gì cả. Bây giờ thì gọi là cái nào cái mà để mà giữ được tài sản của em ấy là cái hòm này thì là hôm nọ cháu Lực cũng mua lên. Lúc mà bác có bảo với cháu Lực rằng là mua hòm mà bằng nhôm ấy thì cháu Lực bảo nói rằng là mua bằng gỗ thì sẽ tốt hơn là bằng gôm, bằng cái nhôm. Mưa to không? Tạnh mưa chưa? Ừ. Lại tạnh mưa rồi à? Đấy, bây giờ lại tiếp tục tạnh mưa rồi. Những cái bếp, những cái lọ sứa này nhá, uống xong là phải là để gọn gàng Hoan nhá. Chứ không là đừng để nó lan ra ngoài là cháy nhà đấy. Đây, có lẽ là cái video hôm nay thì cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác ạ. Và xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Con chào các bạn. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi
thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.